Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, lễ khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng Lý Sơn đã được diễn ra sáng nay. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Tuyến vận tải được khai thác bởi Công ty Cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc dự kiến sẽ khai thác chuyến tàu đầu tiên vào ngày 9 tháng 4, với tần suất ban đầu 4 chuyến một tuần, thứ ba và thứ bảy khởi hành lúc 8 giờ từ cảng sông Hàn Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn, thứ tư và chủ nhật khởi hành lúc 14 giờ từ đảo Lý Sơn đi về Đà Nẵng. Tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, đáp ứng nhu cầu phục vụ lên tới gần 600 hành khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến Lý Sơn chỉ hơn 2 giờ. Việc kết nối thành phố Đà Nẵng với huyện đảo Lý Sơn sẽ giúp người dân và du khách đi lại được thuận tiện, nhanh chóng và rất an toàn. Đồng thời đây cũng là một sản phẩm du lịch mới, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới và phát triển hơn nữa ngành du lịch của địa phương. Được biết, giá vé dao động từ 590.000 đồng đến 720.000 đồng một lượt vé hạng phổ thông và 900.000 đồng một lượt vé VIP. Từ nay đến ngày 30 tháng 4, du khách được giảm 20% giá vé.